Su su su. Su su su. Su su su. Su su. Cháu đánh hơi nhá. Tối qua con cáo về bắt gà nhà mình. Đây. Gà hết này. Su 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 su. Su 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 su. Su 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 su. Su 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 su. Su 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 su. Đánh mù này, đánh hơi nhá. Đánh hơi nguội này. Cáo bắt gà tận tối qua. Su su su. Su su su. Su su. Con sao? Con gì nó bắt gà à? Con gì hình như tối qua nó bắt gà, con chó đang tìm đây này. Con chó đang đánh hơi nó đây này. Nó bắt con gà ấp trứng ở bên chuồng gà ấy. Su 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 su. Su su su. Su su. Nó đánh hơi đúng ở bên chuồng gà về. Su su. Su su. Su su su. Nó đánh hơi ở bên chuồng gà về mà. Đây này. Nó vẫn đang đánh hơi theo bờ suối lên này. Con này đánh hơi nguội tốt. Con này đánh từ chỗ mà nó bắt gà trên ổ gà xuống. Chuẩn đi luôn, không sẽ tan đất cá nè. Không thì mảnh chú xe này giờ nó xe thâu. Lấy phải luôn à. Ở đây làm gì? Làm gì nó đánh hơi lợn. Su su su. Con lợn này nó tắm bùn ở ngay dưới kia, tắm ướt đẫm mà chả biết lên không gặp biết nó đi đâu. Su su su. Su su. Su su su. Su su. Chúng ta sẽ sẵn lọ xuống này. Su. Su. Gọi chưa? Đấy. Thế mới gọi chó giỏi. Chu. Con này nhìn ngay phát đầu là đã biết rồi. Chu. Cái con này luôn, nó sẽ tăng đất cá nè. Nó nhìn mảnh cái xe này rồi nó. Nó sẽ
tô vào phải hơi tám à. Chu phan chu. Con là ba gà nha anh em nha. Chu. Chu, phan chu. Chu phan chu. Để trên này. Thì cao lắm đấy. Qua trên rồi. Anh em nhé, nó đang đánh mùi từ dưới kia lên. Đấy là con, chắc là con sóc. À con chuồng gà đâu. Shoo. Chu. Đâu à? Chu. Đấy, thì 10 cực kỳ chịu khó luôn anh em nhé. Ô, cha dòng thiếu. Cái xe. Anh em đéo đi. Xem. Hai mê. Ăn cái gì? Xem cái cám, xem mà. Như nào mới thấy lông gà. Nó bắt con gà. Nó ấp trứng. À, theo từ chỗ nhà lên á? À? Chỗ liều á? À? Chuồng lợn, chuồng gà ấy. Thế là cha từ hôm qua rồi. Cha từ chuồng gà sang á, nó ở trên đang ấp trứng trên dụng nông từ ở trên xuống nó xuống nó nhủi đúng xe hết đấy đi xuống ở cái góc xe đường đi xuống xe sang đây đó vẫn thấy lông đi à? Ờ. Đây à. Thế là con chó này đuổi cày cả à, cái để cày cá à, lại cày mèo đấy chắc là cày mèo rồi. Thế nó lười từ hôm qua mà sáng nay đéo để ý xem hay là nó vừa cán xong? Nó để ý xem sáng nay chăn cám cám lợn xem xong rồi đi lên trên kia để ngủ. Chu mới xuống ngó qua lâu quá nó hơi nguội rồi. Lông rơi từ trên trường gà xuống nó ngó trèo lên. Con gà mái bị con gì. Chu. Đồ. Nó là qua cái khu rợ rợn này thôi. Chu. Chu. Quá lâu quá. Chạy ướt cái áo. Về đi. Về đi bệnh ngôi. Mà lấy nó qua nướng rồi. Quá chặt thế rồi. Chọn tốt ta. Nó làm nái bị có cái gì. Cắn mẹ rồi. Thế mà gà nhắc ai một chế mà. Mấy ngày ra đéo có ai lên đây, thấy không? Nó là dấu lợn chứ hả? Dấu lợn.
Đi đâu à? Chua. Nó muốn lùa ra bàn được luôn đấy. Ờ, tận trên này à. Ô, tận trên này chẳng hay dạo ta. Chua. Chua. Chua phang chua. Cái trên này nha anh em nha. Cái trên này à. Chua phang chua. Hôm qua con gì nó đang cắn ở chỗ cái ổ gà, nó nuôi cả lông, nó ngửa thiệt từ vết từ chuồng gà lên. Mình đi muộn thì mình không quay được. Chua. 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 Đây, cho mùi lên tích trên này này, anh em ạ. Chua. Một bữu à ai? Chua. 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 Mình tích trên đồi rồi nhá anh em nhá. Số phải tiến tích trên mấy gốc cây muồn bên trên tí. Cho mùi từ dưới này lên nhé. Chua.